giải. Các giải thi đấu được tổ chức thường xuyên và được trang trọng nhiệt tình hưởng ứng, đồng thời tham gia đầy đủ các phong trào do mình tổ chức và đạt được nhiều thành tích cao. Tham gia đại hội thể dục thể thao huyện Chư Sê lần thứ 8, xã Bờ Con tham gia thi đấu 6 môn với hơn 40 vận động viên. Xã Bờ Con quyết tâm thi đấu đạt nhiều thành tích cao tại đại hội lần này. Tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc trong xã, tham gia đầy đủ các hoạt động,
giải thi đấu thể thao do huyện tổ chức tham gia đại hội thể dục thể thao huyện Chư Sê lần thứ 8 đoàn các tiến 6 môn với 50 vận động viên. Tham gia thi đấu thể thao Iago những năm qua có nhiều tiến triển.